3 bài massage vòng 1 giúp quất thành bưởi, ngược lép màu học thôi. Vòng 1 đầy đặn, nảy nở luôn là ước mong của biết bao chị em phụ nữ. Tuy nhiên, nếu bạn sinh ra đã có khuôn ngực lép thì đừng vội can thiệp thẩm mỹ. Hãy thử áp dụng 3 bài massage sau đây để cảm nhận sự thay đổi. Bài tập 1. Đẩy ngực lên xuống hướng theo đường chéo hướng lên xương quai xanh dưới cổ. Tốc độ khoảng 2-3 lần mỗi giây, lặp lại từ 25-30 lần, sau đó đổi sang ngực phải, làm tương tự. Bài tập 2. Nâng ngực trái của bạn bằng tay trái và nâng ngực phải của bạn bằng tay phải. Cùng lúc cả hai tay nâng ngực lên xuống nhẹ nhàng, tốc độ khoảng 2-3 lần mỗi giây, lặp lại khoảng từ 20-30 lần. Bài tập 3. Đặt hai tay lên ngực của bạn, tay trái đặt ở ngực trái, tay phải đặt ở ngực phải, massage ngực nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Tay phải của bạn di chuyển theo chiều kim đồng hồ, tay trái của bạn di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Có thể kết hợp với dầu massage và làm ấm tay trước khi massage để đạt hiệu quả cao hơn. Nếu ngực của bạn cảm thấy đau, hãy điều chỉnh lực của tay bả của việc massage mỗi ngày. Bạn nên kết hợp chế độ ăn bổ sung estrogen từ đậu nành. Để cải thiện số đo vòng 1, bạn nên kiên trì uống sữa đậu nành tươi hoặc đậu phụ mỗi ngày. Ăn nhiều hoa quả, đặc biệt là đu đủ. Bạn có thể ăn trực tiếp đu đủ chín hoặc làm sinh tố. Ngoài ra, dùng đu đủ xanh để nấu canh cũng có tác dụng tương tự. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website endep.vn hoặc subscribe kênh YouTube Endep TV.